Chào mừng các khán giả đang theo dõi lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, ngũ hổ tướng bao gồm Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, Triệu Vân chính là 5 trong số những chiến tướng danh tiếng lẫy lừng thời kỳ Tam Quốc. Và trong số đó, Mã Siêu được mệnh danh là mãnh tướng mình hổ tay vượn, đã từng khiến cho vị quân chủ kiêu hùng như Tào Tháo phải kinh hồn bạt vía và phải làm ra đủ loại hành động nhục nhã chỉ để chạy thoát thân. Trước khi qua đời, Mã Siêu đã để lại một bức tâm thư giống như là một di ngôn cuối đời gửi cho quân chủ Lưu Bị để thu xếp cho tương lai của gia tộc. Thế nhưng có lẽ chính Mã Siêu lại không thể ngờ rằng sự chu đáo của mình lại chính là mầm họa để khiến cho cơ nghiệp Thục Hán về sau càng dễ bề bị Tào Ngụy hủy diệt. Chi tiết về di thư cuối cùng của Mã Siêu cùng những sai lầm ông gây ra khiến cho Thục Hán rơi vào đại họa sẽ là nội dung chính có trong lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mã Siêu, sinh năm 176, mất năm 222, tự là Mạnh Khởi, là võ tướng cuối thời Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông từng là một chư hầu có tiếng khi hùng cứ đất Tây Lương, sau khi trải qua nhiều biến cố thì đầu quân cho Lưu Bị và trở thành viên hổ tướng dưới tay vị quân chủ này. Giờ đây, mỗi khi nói về con đường quan lộ của Mã Siêu trong tập đoàn chính trị Thục Hán, có nhiều ý kiến cho rằng vị tướng này không được quân chủ hết lòng trọng dụng, tin tưởng. Dù vậy thì trước lúc Mã Siêu qua đời, di ngôn cuối đời của ông vẫn được Lưu Bị để tâm và thành toàn. Do đó, cũng có thể mối quan hệ giữa viên hổ tướng họ Mã và Lưu Huyền Đức không có quá nhiều ẩn khúc như hậu thế vẫn nghĩ. Thế nhưng có lẽ bản thân những nhân vật lịch sử ấy cũng không thể ngờ rằng chính di nguyện cuối đời của Mã Siêu đã gieo xuống mầm họa khiến cho cơ nghiệp Thục Hán sau này càng thêm nhanh chóng bị tận diệt trong tay Tào Ngụy. Sinh thời, Mã Siêu mang trong mình dòng máu Khương và được cho là hậu duệ của tướng Mã Viện thời Đông Hán. So với nhiều viên hổ tướng khác của Lưu Bị, điểm khác biệt lớn nhất từ vị tướng họ Mã này vốn là yếu tố về phương diện xuất thân, bởi gia tộc của ông vốn có nhiều đời làm quan lại của Hán Triều. Người cha ruột Mã Đằng còn từng làm tới chức Trinh Đông tướng quân. Tuy nhiên, khi Hàn Toại làm phản, cha ông ban đầu trở mặt với triều đình rồi kết thân với họ Hàn và chia nhau cát cứ ở Lương Châu. Mặc dù sau đó Mã Đằng đã về kinh quy phục, nhưng Mã Siêu vẫn quyết định lưu lại vùng đất này. Năm 211, Mã Siêu bị Tào Tháo khép vào tội giấy binh làm phản. Sau thất bại ở trận Đồng Quan trước quân Tào, họ Mã ở Kinh Thành đã phải chịu thảm án chu di tam tộc. Sử sách ghi lại, gia tộc của Mã Siêu khi đó có hơn 200 nhân khẩu nhưng không có một ai trốn thoát, chỉ còn Mã Siêu và người em trai Mã Đại rút về Lũng Thượng mới may mắn tránh được họa sát thân. Trải qua nhiều biến cố, Mã Siêu cuối cùng đã đầu quân cho thế lực của Lưu Bị và trở thành một viên hổ tướng có tiếng dưới quyền vị quân chủ này. Tuy nhiên, bản thân ông năm xưa dù gia nhập Thục Hán nhưng luôn đem lòng dè dặt, cẩn thận, mà quân chủ Lưu Bị ít nhiều cũng có phần không hết lòng trọng dụng viên hổ tướng này. Có lẽ chính sự nghi kỵ xuất phát từ cả đôi bên đã khiến cho sự nghiệp của Mã Siêu trong thời kỳ đi theo Lưu Huyền Đức được nhận định là không thực sự có chiến công vang dội nào. Năm 222, vị tướng họ Mã qua đời ở tuổi 46. Tương truyền rằng trước lúc lâm chung, Mã Siêu đã để lại một di ngôn và mong mỏi được Lưu Bị hoàn thành. Thế nhưng không ai ngờ rằng chính di nguyện của ông đã khiến Thục Hán sau này càng trượt dốc trên con đường diệt vong. Năm xưa, trước lúc lâm chung, Mã Siêu đã để lại một bức tâm thư cho quân chủ Lưu Bị. Bức thư này cũng được xem là di ngôn cuối đời của viên hổ tướng họ Mã. Về di nguyện nói trên, Tam Quốc Chí có chép: 2 năm sau Siêu chết, khi ấy mới ngoài 40 tuổi, lúc chết, dâng sớ tâu rằng, trong cửa nhà thần có 200 nhân khẩu đã bị Mạnh Đức giết sạch, chỉ còn người em là Mã Đại, gánh vác việc nối dòng huyết thống, ăn lộc nối đời, xin ký thác nơi bệ hạ, dẫu nói cũng chẳng thể hết lời. Bản thân Lưu Bị cùng triều đình nhà Thục Hán sau đó đã đáp ứng di nguyện nói trên của ông. Người em trai là Mã Đại được trọng dụng và bổ nhiệm tới chức Bình Bắc tướng quân, lĩnh tước Trần Thương Hầu. Con trai Đại là Mã Thừa được nối dõi chức tước Cơ Nghiệp. Nhờ sự tác thành của quân chủ đối với di nguyện của Mã Siêu,
gia tộc họ Mã của ông vào thời điểm ấy đã tránh được kết cục sa sút tới mức suy vong. Thế nhưng không ai có thể tiên liệu được rằng một hậu nhân trong gia tộc của viên hổ tướng họ Mã ấy đã trở thành mầm họa đối với Thục Hán. Nhân vật đó chính là Mã Mạc, cháu ruột của Mã Đại. Sinh thời, Mã Mạc từng làm tới chức thái thú Giang Du và trấn thủ thành trì, được đánh giá là trọng yếu này. Trong cuộc chiến tranh Thục Ngụy vào năm 263, Đặng Ngải vì muốn đánh úp kinh đô nhà Thục nên đã dẫn theo một nhánh quân âm thầm đi qua đường núi Âm Bình. Con đường hành quân của phe Tào Ngụy vừa vặn đi qua thành Giang Du. Thực tế khi ấy, quân của Đặng Ngải vừa phải vượt qua một chặng đường hiểm trở, cả tinh thần và thể chất đều hết sức mệt nhọc. Đa số các nhận định đều cho rằng Mã Mạc khi đó chỉ cần kiên trì cố thủ trong thành là có thể giữ vững phòng tuyến ở Giang Du. Chỉ tiếc rằng người hậu nhân này của gia tộc họ Mã lại không được thừa hưởng cái tài hữu dũng hữu mưu của cha ông, hơn nữa còn nhát gan vô cùng. Ông không chỉ chủ động đem binh ra khỏi thành để tấn công Đặng Ngải mà còn chuốc lấy thất bại nhục nhã trước một toán quân vốn đã suy giảm sức chiến đấu. Chưa dừng lại ở đó, thất bại phủ đầu nói trên đã khiến cho Mã Mạc nhanh chóng suy sụp tinh thần, cuối cùng chủ động đầu hàng, chắp tay đem thành trì này giao cho Đặng Ngải. Nhánh quân của Tào Ngụy tiến vào thành Giang Du nghỉ ngơi lại sức, chỉ một thời gian ngắn đã nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Trên con đường tiến công thành đô, đoàn quân này tiếp tục tiêu diệt phòng tuyến của Gia Cát Chiêm ở Miên Trúc và đánh thẳng vào kinh đô nhà Thục. Tốc độ tiến quân thần tốc đó đã khiến hậu chủ Lưu Thiện trở tay không kịp, ngay tới phản kháng cũng không có cơ hội, chỉ còn cách xin hàng, cơ đồ nhà Thục Hán cũng chính thức diệt vong từ đây. Nhìn lại những biến cố nói trên, không khó để nhận thấy chính sự đầu hàng của Mã Mạc đã tạo thêm cơ hội cho phe Tào Ngụy, khiến Thục Hán càng nhanh chóng bị đẩy đến bờ tận diệt. Gia tộc họ Mã từ sau khi phải chịu án Chu Di dưới tay Tào Tháo, dù đã có chút suy vi, thế nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng dòng họ của Mã Đằng, Mã Siêu lại có thể sản sinh ra một hậu duệ thua kém về thực lực và chí khí tới như vậy. Vì thế mà có ý kiến cho rằng nếu không có Di Ngôn gửi gắm người nhà của Mã Siêu năm xưa, một Mã Mạc vốn bất tài cũng chẳng thể leo tới vị trí thái thú trấn thủ một thành trì trọng yếu như Giang Du. Nếu lịch sử quả thực tiếp diễn theo chiều hướng như vậy thì cơ nghiệp Thục Hán ít ra còn có thể kéo dài thêm được một thời gian nữa. Chỉ tiếc rằng lịch sử vốn không có nếu như và những bậc tiền nhân như Mã Siêu, Lưu Bị có lẽ cũng chưa bao giờ có thể tiên liệu được thế cục bi thảm sau này. Giai đoạn lịch sử cuối thời Đông Hán và thời Tam Quốc, điều mà được hậu thế cảm khái hơn cả không phải là các trận chiến tranh giành địa bàn giữa những chư hầu, càng không phải là cảnh trăm vạn hùng quân chém giết lẫn nhau, mà chính là những màn tỷ thế gay cấn giữa các võ tướng có tiếng thời bấy giờ. Đánh giá về vị thế của họ trong thời đại chẳng thiếu bóng nhân tài ấy, người đời thường phân định bằng chiến tích trên trận mạc hoặc là bằng những kết cục của những màn đấu tay đôi để xếp hạng cao thấp. Đối với Mã Siêu mà nói, trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mã Siêu chưa từng nhận thất bại lớn nào khi độc đấu. Ông có thể cùng Trương Phi, Hứa Chử đấu 200 hiệp không phân thắng bại. Sức chiến đấu rất mạnh, thuộc hàng võ tướng kiệt xuất. Vậy thực chất khả năng chiến đấu của Mã Siêu như thế nào? Ông có cùng đẳng cấp chiến đấu với ai? Hãy cùng tìm lời giải đáp trong phần tiếp theo của video. Mã Siêu xuất trận lần đầu khi mới 17 tuổi. Năm đó, Lý Giác và Quách Tị sau khi báo thù cho Đổng Trác đã chiếm lấy Trường An, lũng loạn triều đình. Mã Đằng, cha của Mã Siêu lãnh binh cứu giúp. Lý Giác và Quách Tị phái Vương Phương và Lý Mông ra ứng chiến. Mã Siêu xuất trận giao chiến với Vương Phương, sách viết, chỉ nhìn thấy một thiếu niên tướng quân, mắt như sao băng, thân hổ, tay vượn, bụng cọp, eo sói, tay cầm trường thương, cưỡi trên tuấn mã, phi ra từ trong doanh trại. Cách miêu tả này như vừa có thân hình của Hứa Chử, vừa có linh hồn của Triệu Vân. Cuối cùng, Mã Siêu sau vài hiệp đã hạ được Vương Phương và bắt sống Lý Mông, có thể gọi là thiếu niên anh hùng. Trong trận chiến Đồng Quan, Mã Siêu một mình nghênh chiến với bốn tướng lĩnh quân Tào là Vu Cầm, Trương Hợp, Lý Thông, Tào Hồng. Đầu tiên giết Vu Cầm sau 8 hiệp, rồi sau 20 hiệp giết Trương Hợp và chỉ cần vài hiệp là có thể đánh Lý Thông rơi ngựa. Cuối cùng, trong khi truy kích Tào Tháo, Mã Siêu đã cùng Tào Hồng giao đấu 50 hiệp ác liệt, đao pháp như vũ bão.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Trương Hợp từng giao đấu với Trương Phi, Triệu Vân và cũng cầm cự được khoảng 20 hiệp. Như vậy có thể đánh giá tương quan rằng thực lực của Mã Siêu xứng đáng so sánh với Trương Phi, Triệu Vân. Nếu mang Triệu Vân ra làm thước đo, Triệu Vân từng một thương đoạt mạng Cao Lãm, xuất quỷ nhập thần phá vây cứu A Đầu. Mã Siêu tuy cũng chỉ trong vài chiêu đã hạ được Lý Thông, nhưng bị mất điểm ở chỗ sau 40-50 hiệp vẫn không phân thắng bại với Tào Hồng. Vì vậy có thể nói Mã Siêu vẫn còn thua Triệu Vân một bậc. Điều đáng chú ý nhất là Mã Siêu khiến Hứa Chử phải cởi áo giáp giao đấu, còn từng đấu với Trương Phi tại Hà Manh Quan. Điều này chứng tỏ thực lực của Mã Siêu hoàn toàn trong trình độ của Ngũ Hổ Tướng, nhưng để phân cao thấp thực sự rất khó nói. Còn một nhân vật nữa không thể không nhắc đến, đó là người rượu còn ấm đã chém Hoa Hùng, một mình chém Nhan Lương và Văn Xú, bắt sống Vu Cầm, diệt Bàng Đức. Trong Tam Quốc diễn nghĩa có rất nhiều điển tích, chém rất nhiều mãnh tướng và người đó chính là Quan Vũ. Quan Vũ lúc ở Kinh Châu đã từng muốn khiêu chiến với Mã Siêu để làm giảm nhuệ khí của ông. Với trọng đao và ngựa xích thố, giả sử Quan Vũ mà thua thì rất mất mặt. Tuy nhiên, thực sự là ông khó mà thua Mã Siêu được. Nhưng nếu hai bên giao đấu tuyệt đối không thể phân thắng bại trong vòng 50-60 hiệp. Vì vậy có thể khẳng định thực lực của Mã Siêu có thể ngang ngửa Hứa Chử, Trương Phi và tiệm cận với Quan Vũ, Triệu Vân. Cuộc đời của vị tướng họ Mã đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhưng số phận của những người trong gia đình ông thì lại ít được đề cập tới. Và sự thực ít ai biết là gia quyến của Mã Siêu đều phải chịu kết cục hết sức bi thảm, mà nguyên nhân gây ra bi kịch gia tộc ấy lại phần nào bắt nguồn từ chính thái độ của Mã Siêu đối với người thân. Tương truyền rằng Mã Siêu có hai người con trai, một người tên là Mã Thu, người con khác tên là Mã Thừa, không lập được công trạng nào vẻ vang nên ít được chính sử nhắc tới. Trong hai hậu duệ này, Mã Thu là người phải chịu kết cục hết sức bi thảm, mà chỉ riêng việc sinh ra là con trai Mã Siêu đã trở thành mở màn bất hạnh cho cuộc đời của nhân vật ấy. Nếu như trên chiến trường, Mã Siêu trong ấn tượng của mọi người hiện lên là một chiến tướng anh tuấn, dũng cảm, thì trong cách đối xử với người thân, nhân vật này lại khó có điểm để khen ngợi. Năm xưa, khi cùng Tào Tháo giao chiến, vị tướng họ Mã đã không màng tới tính mạng của cha ruột là Mã Đằng cùng hơn 200 thân nhân khác. Tới lúc thất bại, ông một mình bỏ chạy, số người nhà này bị sát hại toàn bộ. Sau này, Mã Siêu đoạt lại Ký Thành nhưng không nhận được sự ủng hộ nên tiếp tục thất bại. Thua trận tại Ký Thành đã khiến ông buộc phải chạy về Hán Trung để nương nhờ Trương Lỗ. Trong quãng thời gian làm việc dưới trướng họ Trương, Mã Siêu đã cưới một người phụ nữ họ Đồng làm thiếp, sinh ra Mã Thu. Càng về lâu dài, Mã Siêu cảm thấy Trương Lỗ không phải là một người có tiền đồ. Ông quyết định theo về với Lưu Bị, bỏ rơi mẹ con Đồng Thị và Mã Thu. Mã Siêu đến nương nhờ Lưu Bị không lâu, Tào Tháo công kích Hán Trung, Trương Lỗ bại trận đầu hàng, mẹ con Mã Thu cũng bị bắt làm tù binh. Mã Siêu từng tạo thành đả kích lớn đối với thế lực của mình, nên Tào Tháo hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua cho người nhà ông. Kết quả là người thiếp Đồng Thị bị ban cho thuộc hạ của Trương Lỗ là Diêm Phố. Cũng từ đây, mẹ của Mã Thu bị coi như vật ban thưởng để mua vui cho kẻ khác. Sau khi xử lý Đồng Thị, Tào Tháo đem Mã Thu giao lại cho Trương Lỗ nhằm xem xét thành ý đầu hàng của họ Trương kia. Để chứng minh lòng trung thành, Trương Lỗ thẳng tay hạ sát Mã Thu. Về phần Mã Siêu, dù đã gia nhập tập đoàn chính trị của Lưu Bị, nhưng cái tiếng xấu bội bạc với người thân vẫn mãi đeo bám thanh danh của ông. Bậc quân chủ là Lưu Bị trong thâm tâm vốn không thích một người sẵn sàng đưa thân nhân, gia quyến của mình vào chỗ chết nên cũng không quá trọng dụng vị tướng họ Mã. Chìm trong cảnh bất đắc chí, Mã Siêu qua đời ở tuổi 47, còn tấn bi kịch của dòng tộc quan viên họ Mã thời Tam Quốc vẫn mãi lưu truyền từ đời này qua đời khác. Qua tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, Mã Siêu về cơ bản được xếp vào hạng hữu dũng, võ biền hay nóng giận, là một tướng võ chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh và uy dũng giống như Lã Bố. Và chính vì không đủ dũng khí song toàn để có thể tham gia vào cuộc tranh hùng đầy khốc liệt trong thời kỳ này, vậy nên cuộc đời binh nghiệp của Mã Siêu luôn gặp nhiều thất bại, liên tục bị mắc mẹo, bị bội phản hoặc là chiêu dụ. Tuy được xếp vào hạng hổ tướng, được Lưu Bị tin dùng, nhưng cuộc đời riêng của ông lại gặp nhiều đau khổ, không báo được thù cho cha, cả gia tộc hơn 200 người đều bị Tào Tháo hại chết.
Hãy chia sẻ cùng chúng tôi suy nghĩ của các bạn về vị mãnh tướng Mình Hổ Tay Vượn này bằng cách để lại bình luận bên dưới video này và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!